Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Trời ơi, hạnh phúc, vui mừng, hạnh phúc vô cùng. Tèn 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 tèn. Cả nhà thấy có đẹp không? Trời ơi, hạnh phúc quá à, sung sướng quá à, mê luôn. Nè 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 nè, của Ý. Yeah. Của Ý đó các bạn. Trời đất ơi, chị gửi qua cho CC nè. Trời ơi, CC mê luôn. Nè, ở dưới nè, các bạn thấy nó to như vậy nè, bự như vậy nè, tha hồ đựng đồ đúng không? Trời ơi. Nè, cái mình của nó nè, cái mình vải nè. Trời ơi, CC nó đẹp không thể tưởng tượng được. Ở trong này là cái túi. Này dây ha. Đây, đây là cái túi vải. Các bạn thấy không, những cái bó mà hàng hiệu như LV, Chanel này nọ, tất cả mọi thứ lúc nào họ cũng có một cái bao vải để đựng lấy cái bó ha. Còn những cái bình thường như mà CC ấy là nó treo ở tiệm nó bán, thì những cái đó không có cái túi này ha. Đó, trời ơi, đẹp quá. Không biết nói sao luôn được. Trời ơi, vỏ của Ý đẹp quá các bạn ơi. Nói thiệt nha, tại vì CC khui đã quá nhiều cái bóp của Ý, cho nên CC biết cái giấy đó mà nhét cho trong cái vỏ này của Ý đó, nó cũng khác với những cái vỏ khác. Khác luôn cả với những cái vỏ của LV, của này nọ. Khác. Nhìn nó mỏng như vậy nè, nhưng mà nó rất là đứng. Các bạn thấy CC bóp cái kia không? Bởi vậy á, nó phải như vậy, nó mới đứng cái vỏ của các bạn. Trời ơi, nó rộng như vậy nè, tha hồ để đồ. Trời ơi, đẹp quá à. Nè, kéo lại. Hai cái đầu dây là có hai cái nút màu vàng. Cột lại. Xách ở trên tay. Hoặc là đây là cái sợi dây để mình đeo, đeo ngang qua. Nhưng mà CC nghĩ CC xách đi, xách đi giày đẹp nè. Trời ơi, nó đẹp từng cái màu, cho tới mình vải, cho tới đường kim mũi chỉ. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Nè, đây là cái đường nối, hai bên đều có. Trời ơi, đẹp quá trời. Trời ơi, cả nhà ơi, sợi dây cũng đẹp. Cái này là màu lá cẩm. Đẹp quá. Trời ơi, thiệt là thích cái bóp này luôn đó cả nhà. Bởi vậy CC nói mà, bây giờ CC sẽ đi siêu tầm bóp của Ý. Bóp của Mỹ là những cái CC hay mua được, sale rồi là khoảng 4-50 đô, 6-70 đô, 100-200-300 này nọ trở xuống ha, 500 trở xuống ha. Còn bóp của Ý nè, cái này đó ở bên đó khi nào mà nó sale thì chị đó chỉ mua giùm CC, chỉ gửi qua. Hình như lâu rồi đúng không? Từ Tết tới giờ ha, từ Noel, từ Tết gì đó. Giờ mới có được thêm một cái nè. Trời ơi, đẹp quá. Để tối nay CC nói, con CC nói chuyện với cổ coi có còn không. Màu tím lá cẩm của Ý, của Ý nè. Để CC nhờ con CC nói chuyện với lại cái cô đó của người Ý, không phải người Việt nha. Rồi cô mua giùm, cô gửi từ bên Ý qua. Rồi CC mới từ ở đây gửi về Việt Nam cho các bạn, nó hơi lâu. Nhưng mà không có đụng hàng, bảo đảm luôn. Đẹp, mê ly luôn đó. CC nghĩ 100-200 à, không có mắc hơn được đâu. Trời ơi, đẹp mê ly luôn. Đẹp lộng lẫy luôn, sờ thôi cái tay mình cũng mê nữa. Mà cái màu này đẹp quá trời là đẹp luôn các bạn. Không biết vô phone CC có đẹp không nha, nhưng mà ở ngoài nè các bạn. Trời ơi, không tin luôn. Mê ly luôn, đẹp quá. Bạn nào muốn mua liên lạc với anh Sa nha.
rồi CC sẽ nhờ mua, chứ ở CC là không có bán đâu nha. Tuyệt vời quá à, đẹp quá. Rồi, CC xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. CC rất hạnh phúc. Bye bye.